Rồi, xin chào anh em nha. Nay cùng quay giao lưu với anh em một cây mai chú thị lá trung anh em ha. Cái này thì cơ bản đã đóng chi rồi ha. Này nó còn phần ngọn này về anh em vô nhôm anh em đóng chi tiếp ha. Còn anh em nào mà thích cây lùn hơn thì anh em có thể về cắt ngọn nối ngọn lại anh em nha. Mấy chi này thì cũng đã được cắt một nhịp hết rồi ha. Đây. Đó. Đế thì cũng khá nha anh em. Anh em nào muốn đế đẹp hơn thì về mình rút vô lại ha. Đây còn quay một vòng cho anh em xem ha. Rồi cái này mình đóng chi theo cái cốt phôi nha anh em nha. Đó, và đặc biệt là cái này là nó đã lành thẹo hết rồi. Lành bích hết luôn rồi đó. Cái này về anh em nuôi rất là mau cây ha. Rồi anh em so sánh với cái quẹt giúp Cường nha. Rồi, hoành thân này rất là to nha anh em. Nếu mà cái hoành đế này là nó bự hơn cổ tay của Cường á. Hoành đế rất là vững ha. Rồi cây này Cường sẽ giao lưu với anh em là giá là 2.200.000 ha. Chưa phí ship nha anh em. Cường xin nhắc lại là 2.200.000 chưa phí ship ha. Rồi anh em nào muốn sở hữu thì liên lạc với Cường nha. Cường Vinh xin chào và cảm ơn anh em rất nhiều. Rồi xin chào anh em.